Con sói phải không? Con ngựa phải không? Oh no! You serious? Con hải quỳ phải không? Con lạc đà phải không? Ôi, chưa đúng rồi. No God! No God, please no! 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 Con sư tử phải không? Đúng rồi. Con sư tử. Con sư tử tiếng Anh là gì? Con sư tử tiếng Anh là Lion. Lion. Sư tử đang làm gì vậy? Sư tử đang ăn thịt. Video về con sư tử đến đây là hết rồi. Video các con vật khác cô để ở phần mô tả nhé. Bye bye.